phạt tiền tước chứng chỉ hành nghề 6 bác sĩ của phòng khám đa khoa Tân Bình. Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với phòng khám đa khoa Tân Bình, 495 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân Bình, số tiền 191 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 4 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn cơ sở 3 tháng. 6 bác sĩ đang làm việc bị xử phạt mỗi người 2 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng. Nguyên nhân, cơ sở này đã vi phạm các lỗi như không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo đúng quy định, lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ, quảng cáo khám chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn, người hành nghề không đăng ký, không có chứng chỉ. Riêng 6 bác sĩ đang làm việc tại đây không lập hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định. Trước đó, ngày 12 tháng 6, phòng khám này đã bị Thanh tra Sở Y tế yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động để làm rõ dấu hiệu bất thường, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh sau khi kiểm tra đột xuất cơ sở này.